chào các bạn đã quay trở lại với kênh Sea Review. Thì hôm nay mình đang có một thùng khá là to ở đây. Thì bên trong này nó chính là một cái thùng PC của thương hiệu Simatic, có tên là Simatic Duke 3S nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp nó ra. Đó, khá là to. Rồi thì sản phẩm này ở đây các bạn có thể thấy mình nó có giá là 600k hơn một chút nha các bạn. Ok, mình sẽ tiến hành khui hộp ra. Ok các bạn, thì vừa xong mình khá chật vật với cái thùng kia vì không biết nó mắc cái băng dính ở đâu mà lôi mãi không ra. Giờ thì đây chính là cái vỏ thùng chính của Simatic Duke 3S. À đây, đây là mặt trước của nó các bạn. Đó, đây là một cái ảnh chụp in đen trắng. Giờ thì mình sẽ nhấc cái bộ thùng case này lại, thùng PC. Rồi, thì đã có kinh nghiệm khui hộp thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là nếu mà khui hộp cái thùng PC này thì các bạn nên khui đằng đít ra đi. Thì các bạn nhìn qua ảnh này thì đây chính là phần đế, các bạn sẽ ở đây nha. Đó, sau đó thì sẽ rạch cái phần đế ra đi. Ok, sau khi như này rồi các bạn sẽ mở nó ra. Đó, rồi sau úp đây. Đó, vậy là các bạn nhấc nó ra đơn giản. Wow. Rồi, và đây, bây giờ đây chính là cái thùng case. Mình cũng chẳng biết là đọc chuẩn cái từ case là thế nào, nhưng mà của Simatic Duke 3S. Rồi, mình sẽ nhấc nó ra nhé. Tí thì đổ. Rồi, thì đây chính là cái bộ PC, nhưng mà hình như mình đặt ngược rồi. Đấy, nó là cái này thôi các bạn. Đó, đây mới là đúng của nó, về chân đế ở đây. Rồi, thì bao quát vòng quanh đi các bạn. Đó, đằng trước này là cái logo chính, chữ X của Simatic các bạn. Đó, thì đằng này nó mặt chính này của cái Duke 3S này là nó có một cái mảnh bằng sắt tản gió dọc theo đây để hút gió vào. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đó. Thì đằng trước được trang bị ba cái fan sẵn theo cái vỏ thùng này luôn. Đó thì đó là mặt trước. Ok, dưới thì có thêm cái logo X của Simatic nhé. Rồi, về bên này đó chính là cái phần xem nội tạng bên trong khi mà các bạn lắp đặt lên được một cái bộ cây đó. Thì các bạn có thể thấy này, nó có một cái mặt kính ở đây đó. Rất may là mình thấy là khui hộp ra thì vỏ thì rất là chắc chắn. Nhưng mà mình thấy nó cũng nhẹ tại vì nó chưa lắp lên cây đấy, chưa lắp đồ thì mình thấy cũng nhẹ. Nhưng mà đây là có một cái mặt kính này. Đó, mặt này thì không phải bằng kính kính dễ vỡ đâu mà nó là diện bằng mica nhựa. Đó, thì mình sẽ từ lát thì mình sẽ xoáy ra để cho các bạn xem. Đó là về cái mặt này để xem nội tạng của cái một cái bộ PC mà các bạn khi lên thành cây hoàn chỉnh. Rồi, đến mặt sau thì các bạn để nhìn này,
đó. Thì cái phần này là cái phần phải bạn đấu chân nguồn đó, ok chưa? Rồi tiếp theo đến phần này thì các bạn để gắn các cái tạp cạp và vega đó. Rồi thì phần này đó chính là phần để cái chân của cái main khi mà nó lắp thì nó sẽ ra cái phần này nha các bạn. Rồi chỗ này thì các bạn có thể lắp thêm một cái fan hút đầu ra nữa, tức là ba cái fan đằng trước hút gió vào thì cái fan cuối đằng sau này sẽ hút và đẩy gió ra. Rồi ok, còn cái mặt này thì các bạn chỉ cần xoáy cái này ra thôi. Đây mình sẽ review ok nhất. À mà các bạn từ từ đã, mình sẽ đi nốt vòng quanh lại đi. Đó là cái mặt này thì mặt trơn, để tí các bạn là mặt sau này các bạn đi dân. Ồ, trên đỉnh đấy, trên đỉnh các bạn này, đó các bạn thấy trên mặt trên này, đây là mặt trên đỉnh thì nó có một cái miếng trắng bụi, nó có cái miếng như là nam châm ấy, nó có độ bắt vào cái mảnh này đó. Đây các bạn thì trên này bạn nào mà trang bị thêm cái mặt trên này, bạn nào trang bị thêm một cái mấy cái fan hút nữa vẫn là được đó. Xong là các bạn đặt cái này vào đây để ngăn bụi. Thì bên trên này nó trang bị một cái nút nguồn này, nút bật khởi động này, đó mấy cái jack USB này, và jack mic, jack tai nghe này. Ok đấy, đây này một cái USB này, một cái USB 3.0 này đó. Rồi thì đó là phần trên đỉnh nhá. Mình sẽ xoáy cái mặt phần đằng sau để đi dây cho các bạn xem. Đó, phần mà để đi dây, còn hiện tại thì mình chưa có đồ sẵn để lên thành một cây PC ở đây. À, các bạn xoáy ba cái hai cái ốc này ra. Rồi, ra. Mình sẽ để bên này. Ok, thì đây chính là mặt sau của nó. Nó đi kèm một cái túi ốc ở đây nha các bạn. Đó. Và đây có một hệ thống dây để kết nối với ba cái fan led đằng trước này. Rồi. Còn lại thì phần khoảng rộng này là phần để úp cái phần main ra đây. Ở dưới này là phần để các bạn cài nguồn và có một cái phần chỗ này nữa. Đây các bạn, đó. Hôm nay các bạn có nhìn thấy không? Là để mình gài ổ cứng. Các bạn nếu mà bạn nào lưu trữ nhiều thì mua thêm ổ cứng và xong rồi gài phần dưới này. Còn chỗ này là phần cục nguồn. Dưới cái phần đế này, các bạn này. Dưới đúng cái phần cục nguồn này nó có một cái phần lỗ để tản nhiệt nữa nhé các bạn. Đó. Ok. Thì mình thấy là cái cây này khá là chắc chắn so với mình là rất là ok. Với tầm giá 600 thì mình nghĩ là với cái kiểu này đấy, trang bị mặt kính là trước rất là nhìn rất là sang. Khi mà bật led lên sẽ sáng. Bạn nào mà không thích bật led thì nên mua cây mà không trang bị fan sẵn, vì cái fan sẵn của Simatech này thì như là nó không có ấy, nó không có gì nhỉ, không có cái phần là điều khiển ấy, không để kết nối với hub ấy, là nó chỉ sáng tự động luôn, auto led luôn. Đó, rồi thì bây giờ thì mình sẽ bỏ này, để hai con ốc này ra, mình sẽ tiến hành xoáy lên phần trước. Đây, đấy cái phần xem nội tạng đây các bạn. Ok. Các bạn để mình một xíu. Mình thích kiểu dưới này là phần khung mảnh sắt, còn bên trên ấy thì không ấy. Chứ còn mình tức là mình thích cái kiểu là nó diện là không phải là tràn viền kính hết, mà chỉ là nửa như này đâu, một phần trên này đâu. Ok. Rồi, giờ thì mình sẽ nhấc nó ra. Đó. À ha, nó bằng kính thật nha các bạn, không phải là bằng meca đâu. Đấy, mình xin lỗi nha, lúc nãy gõ bên ngoài thì nó có cái tiếng nó kêu cát. Nhưng mà bỏ riêng ra là nó bằng kính thật luôn. Ok nhé. Về cái phần kính các bạn lưu ý là phải khéo không nó dễ vỡ ấy. Đó thì đây bên trong phần này các bạn có thể nhìn thấy mảnh cũng rất chắc chắn. Nó chỉ giống như này thôi. Đấy, các bạn này gài thêm main vào đây, bên dưới này thì cạp. Đấy, xong rồi các bạn thêm một cái
Nếu bạn nào mua tản gió khí thì lắp vào thì nó còn đồ sộ hoành tráng hơn. Bạn nào chơi hơn thì đầu tư hơn thì dùng tản khí, tản nhiệt nước, đó nhìn nó càng ok hơn nữa. Rồi thì đó là toàn bộ và cái chiếc vỏ Simatech Duke 3S mình vừa mới review. Thì cái video của mình đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xem hãy subscribe ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin chào các bạn.